giật chó chết. Mọi thứ kinh tởm quá. Anh Tân, đừng nhìn, đừng có run. Mẹ, lũ mọi chó chết. Mày không sao chứ?
Không ba, mệt rã dạ rời. Nó cần trợ tim. Có thuốc trợ tim không? Không có thứ gì à? Lạnh. Tao thấy lạnh quá. Ba, thấy tao không? Ba, mà vậy mà tao, tao xin lỗi ba. Tao dối ba, làm nhiều điều không tốt. Lạy Chúa, xin người hãy tha thứ cho những tội lỗi mà Phêrô Nguyễn Văn Ba từng phạm phải. Đi qua. Ba, đừng có dỗi mà ba. Này ba, đừng có chết. Ba, tỉnh lại đi mà. Đại bàng gọi thiên lôi, đại bàng gọi thiên lôi, sấm sét đội trung tâm, over. Thiên lôi nghe rõ, over. Sấm sét chuẩn bị, over. Captain gọi thiên lôi, Captain gọi thiên lôi, over.
Báo cho các thi đội trưởng bị di chuyển. Chúng ta sẽ tấn công ngay khi kết thúc đợt quanh tạc. Sống tụi nó. Không cử động. Đưa tay lên. Đưa cao tay lên. Thằng nào nhúc nhích, bắn bỏ. Bình tĩnh. Thủ pháo hả? Má mày, không nghe tao hỏi à? Thằng kia, bỏ súng xuống. Oh my God! Fuck! Bỏ súng xuống! Ta sẽ đục một lỗ trước mặt thằng này ngay. Nếu chúng mày định trở cho gì, bỏ súng xuống!
Anh bị à? Phần mềm. Rút thôi. Được rồi Hoskin, mày sẽ không sao đâu. Tao đảm bảo đâu Hoskin. Fuck you! Come here! Come here! Bình tĩnh nào Hoskin. Mày là chỉ huy ở đây kia mà. Anh có sao không? Không, đi thôi. Cậu phải thay anh lên 861. Một trong hai chúng ta phải mang cái này lên đó. Cứ đi dọc theo bờ suối, chỉ 20 cây số nữa thôi. Anh Tân, đánh một trận đi. Em không bỏ anh đây mà đi được. Nhiệm vụ của chúng ta là phải đến 861 trước giờ gờ ngày mai. Anh em trên cao điểm đang cần bức điện này. Tình mạng của ta với mày không là cái gì hết. Giết mấy thằng biệt kích này cũng chẳng để làm gì. Đi đi. Còn anh thì sao? Tao tự lo được, không chết đâu. Đi đi. Cẩn thận, cố mà giữ lấy mạng, đừng để thư từ tài liệu rơi vào tay địch. Đi. Kéo được sâu quá. Không sao chứ? Không sao. Bọn mày kinh nó đảo bẫy à? Không, hố của đồng bào dân tộc để bẫy hổ. Giật lên. Ôi trời, giật lên trời ơi. Yên, đừng có động đậy, đừng có bắn. Em bắn đi. Đừng. Mày bắn thì biệt kích nó đến ngay. Ở yên đó, tao đi lấy dây. Nhúc nhích là bắn bẻ sọ.
Ngoan cố làm gì? Việt Cộng, khai ra đi. Chúng mày đi đâu? Làm gì? Không cần nhiều lời, cho nó một phát là xong thiếu quý. Việt Cộng, mày ngoan quá. Ê, để tụi tâm lý chiến nó xử lý mớ thơ từ đó. Đọc chứ vậy mày? Đọc chơi thôi thiếu úy, xem cuộc sống miền Bắc xã hội chủ nghĩa thế nào. Quê em ở ngoài ấy, gia đình em không đi hồi năm tư. Chắc em cầm súng phía bên kia quá. Có gì không? Oanh tạc cơ giải thảm. Chết nhiều thường dân quá. Đồ má mấy thằng không lực, trút bom xong là giọt lẻ, chẳng cần biết trúng vô đâu. Mà chiến tranh mày ơi, ê Việt Cộng, chờ trời sáng trực thăng sẽ rước mày vô Sài Gòn. Ngày mai ba má mày biết chắc mày còn sống trên làn sóng radio. Liệu mà phát biểu cho ngon lành nghe. Mày là người hùng chứ đâu phải đám chiêu hồi. Hút thuốc không? Sợ hả? Này, trò chuyện đi lừa.
Ê, khóa giờ nghe mày. Bộ các dùm luôn phiên ra sao? Anh Tân đây, Tân em ơi. Lúc tôi bị bắt, anh ở đâu? Lạnh đâu? Tại sao không cứu tôi? Tôi hỏi lại cậu, lạnh đâu? Nếu còn ở đó thì quay lại ngay, không được để lọt vào tay địch. Anh là thằng hèn. Lạnh đi này, lạnh này. Anh Tân, tài liệu giấu dưới hố, chỗ cái bẫy em rơi xuống ấy. Lúc nào tôi cũng bám sát, tìm cơ hội cứu cậu. Chúng ta đang ở năm thứ mười mấy của cuộc chiến, trung đoàn thương vong mất mát quá nhiều. Đừng nghĩ đến cá nhân mình. Này, các cậu không vào 8 số 1 được đâu. Từ hôm qua tới giờ chúng nó bịt hết mọi ngả. Vẫn còn một con đường băng qua bãi mìn à? Ừ. Chúng tôi sẽ vào con đường đó. Các cậu sẽ có vài phút ngắn ngủi khi dứt đợt pháo. Cậu nên ra trạm phẫu. Bãi mìn đó cần những đôi chân mạnh khỏe hơn mới vượt qua nổi đấy. Bạn gái em. Có tiền không? Mình không quen đọc thư người khác. Nếu em có bệnh hệ gì, anh mang lá thư này về cho Diệu nhé. Cô ấy hiền thục lắm. Hôm nay em xem bộ phim Liên Xô Bài Ca Người Lính, em thấy nhớ anh quá. Bãi chiếu phim làng mình chỉ còn toàn phụ nữ và trẻ em thôi. Nơi mũi tên hòn đạn, anh gắng giữ mình. Hãy cố sống để về với em. Dù thương tích, dù không nguyên lành, em chỉ cần anh còn sống. Chàng đặc công anh hùng của em. Nó ngừng bắn rồi. Em đi đây. Anh ủng hộ nhé. Cậu phải sống. Sống mà về với cô ấy. Anh Tân! Có một đội vận tuyến, tập trung hỏa lực.
quân tiêm huyệt đang lên, tập trung hỏa lực phối hợp phản công. Sáng hôm sau, địch lại tiếp tục tấn công lên. Một trận đánh phối hợp với tiểu đoàn đặc công lên tiếp ứng khiến chúng tôi giành chiến thắng tuyệt đối. Đây là trận mở đầu đời lính của tôi. Những trận đánh nghi binh mùa khô năm 1967, tôi đã hiểu thế nào là nhiệm vụ của một người lính. Tôi cũng hiểu ra sức mạnh của những lá thư với người lính ở chiến trường. Tôi không còn là chiến sĩ đặc công nữa. Trong khi Tân đang nằm điều trị tại trạm phẫu, tôi được cử ra Bắc học một lớp nghiệp vụ quân bưu.